Hôm nay chúng ta sẽ vào chủ đề, đó chính là quy tắc cân bằng E và định luật thuận E. Những bài này chúng ta sẽ dùng cho lớp 10 là chủ yếu và nó sẽ liên thông lên tới lớp 12. Chúng ta vẫn sử dụng cái phương pháp này để học và dùng để tính toán định luật thuận E. Đây là một phương pháp dùng để tính toán rất là hay. Thì mới bắt đầu làm quen, chúng ta sẽ quan trọng lớp 10 và hiện tại bây giờ thì đang dùng để thi giữa học kỳ 2 và cho cả cuối học kỳ. Theo quy tắc cân bằng E thì đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định số oxy hóa của một hợp chất, nó sẽ tăng lên hay là giảm xuống trong một cái phương trình để chúng ta có thể cân bằng E. Thì số oxy hóa khi đó chúng ta sẽ phải lưu ý một vài điều, đó chính là đơn chất thì nó sẽ là bằng không, số oxy hóa nó sẽ bằng không. Ví dụ Fe là không, Cl2 vẫn là không, N2 vẫn là không. Đây là những dạng khí Fe đơn chất thì nó bằng không hết. Và một vài thằng nó mình sẽ nhớ số hóa, ví dụ hydro là cộng 1, oxy sẽ là -2, nhưng có một vài chất nó sẽ có oxy là -1, ví dụ H2O2 thì nó sẽ là -1 cộng 1 để nó cân bằng. Đây là về bước thứ nhất, chúng ta luôn luôn phải xác định số hóa để khi làm phương trình. Bước 2 thì chúng ta sẽ ghi quá trình khử và quá trình oxy hóa. Và quá trình oxy hóa, về quá trình khử thì nó chính là chất oxy hóa, và quá trình oxy hóa thì nó chính là chất khử thì nó sẽ có số oxy hóa. Quá trình oxy hóa thì sẽ có số oxy hóa sẽ tăng lên, và trong quá trình khử nó là chất oxy hóa thì số oxy hóa nó sẽ bị giảm xuống. Và để xác định được tăng lên hay giảm xuống thì tăng lên thì nó thường thường sẽ là cho E, và quá trình khử thì nó sẽ là nhường E, cho E và nhận E. Thì đây là những cái bước cơ bản để mình làm, nhưng trong thực tế thì thường mình khó để xác định khi mình viết chất. Ví dụ khi mình viết Fe không nó tiến lên Fe cộng 3 thì lúc đó ta sẽ thấy mình sẽ viết ở phía bên nào, chúng ta sẽ hơi khó. Lúc đó chúng ta sẽ nhớ một quy tắc sau trừ trước, nếu như nó ra âm thì mình sẽ viết phía bên tay trái, còn nếu nó ra dương thì mình sẽ viết nó bên tay phải. Ví dụ 3 trừ này mình sẽ ra được là cộng 3, mình viết bên phải là sẽ là cộng 3E. Tại sao? E mang điện tích âm nè, cộng trừ 3, đây là cộng 3, nó sẽ chỉ tiêu bằng 0. Đó là cách mình để mình xác định được mình viết ở phía bên nào. Đây là một mẹo khá là hay. Rồi, đây chính là định luật bảo toàn. Và khi đó, ví dụ mình sẽ có là nitơ sẽ từ cộng 5 xuống nitơ cộng 3. Thì lúc đó mình thấy 3 trừ 5 sẽ ra được âm 2, và âm 2 mình ghi bên trái, mình sẽ ghi cộng 2 bên này, 2E. Rồi sau khi mình sẽ viết xong, mình xác định xong ở vị trí xong, mình sẽ phải cân bằng bằng cách đó là di chuyển đảo ngược E và phải ở số rút cộng. Ví dụ như là 3, 2 thì mình sẽ viết lại là 2, 3 và cân bằng vào. Nếu như mà nó là 2, 2 thì lúc cân bằng nó sẽ là 1, 1. Đó, ví dụ nó là 6, 3 thì nó sẽ xuống lại, nó sẽ thành là 1, 2. Đó, để cho nó chéo nhau, nhưng về nhau nó sẽ bằng nhau hết. Rồi, đó chính là quy tắc cân bằng E. Về định luật bảo toàn E thì số E cho sẽ bằng số mol của E nhận, và số mol này nó sẽ dựa vào đâu? Nó sẽ lấy từ số mol của thằng Fe này, nó sẽ suy ra được số mol của E cho, và từ thằng nitơ khí này nó sẽ ra được số mol của E nhận, từ đó mình cho lại bằng nhau để đi tìm được số mol của những thằng nào mình đã biết. Và đó chính là định luật bảo toàn E. Và chúc các bạn làm bài tốt.